Vâng, thưa Đồng Hương, đây là văn phòng chúng tôi làm việc trước khi chúng tôi retire. Và kính thưa đồng bào, hiện tại thì tôi không làm nghề lương y nữa, bởi vì tôi dùng hết thời giờ còn lại của đời mình để làm việc góp phần cứu nguy Việt Nam và nhân loại theo lệnh của cha trời Thượng Đế toàn năng. Vì thế giờ đây tôi rất là thiếu hụt ngân sách để làm việc, bởi vì công việc này quan trọng và vĩ đại vô cùng. Chúng ta cần tất cả những phương tiện cần thiết để tiếp tục làm việc một cách sung mãn và toàn hảo hơn, bởi vì mỗi một công việc đều tốn kém, mà chúng ta thì cứ chờ người này nạnh người kia, cứ ngỡ rằng mình không làm thì sẽ có người khác làm, và rốt cùng thì công việc vẫn còn y nguyên, bởi vì hầu hết đồng bào chúng ta đã chưa đụng tới, chưa quan tâm, chưa làm bổn phận của mình. Bởi vì sẽ không có một công việc nào quan trọng hơn công việc góp phần cứu nguy nhân loại, và đặc biệt đối với người Việt Nam là làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Thì sau khi chúng ta có đầy đủ cuộc sống hàng ngày, cơm no áo ấm, thì kính xin đồng bào đừng quên bổn phận của mình là mỗi người Việt Nam chúng ta sinh ra đã lãnh nhận hồng ân của Thượng Đế ban cho, và chúng ta đừng quên rằng chúng ta có bổn phận đáp lại lời mời gọi của Thượng Đế, và Thượng Đế đã mời gọi nhân loại cùng nhau làm việc góp phần cứu nguy nhân loại chúng ta bằng cách thông báo những tin mừng vĩ đại của Thượng Đế tỏ hiện ra hướng dẫn chúng ta. Mỗi hầu nhân loại chúng ta nhiều người sẽ được cứu rỗi. Thế rồi chúng ta đã làm được gì đối với lời mời gọi của Thượng Đế kêu gọi bấy lâu nay? Kính thưa đồng hương quý mến, hầu hết chúng ta đã chưa làm bổn phận của mình đối với việc làm cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Chúng ta có tất cả những phép lạ cũng như những phương cách để làm hai công việc này. Giờ đây chúng ta chỉ cần lắng động tâm hồn, nhập cuộc với công sức, mồ hôi, nước mắt và thời gian quý báu của mình, thời giờ quý báu của mình và công sức, mồ hôi, nước mắt của mình đóng góp vào công việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp, và đồng thời đóng góp vào việc góp phần cứu nguy nhân loại. Vì thế một lần nữa tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào hãy thỉnh những hình ảnh này cũng như CD nhạc tĩnh tâm, nhạc mà đồng bào đang nghe background, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục làm việc. Và đồng bào cần được biết những hình ảnh này có phép lạ đi chung và sẵn sàng ban cho bất cứ ai cầu xin sự bình an đến cho chính mình và cho gia đình mình, cũng như sự bình an và phép lạ ban cho của Thượng Đế toàn năng cho chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn đang gặp phải. CD nhạc tĩnh tâm và hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu và hình ảnh Sư Tử Cha bảo vệ Sư Tử Con, chúng tôi là màu hồng. Bên đây thì khuôn mặt Chúa Giêsu, và CD nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đang nghe, tiền shipping và tiền chi phí để làm
Hai hình ảnh này cũng như khuôn và CD nhạc Tĩnh Tâm, giá vốn chúng tôi là trên 20 đô la. Tức là đồng bào chỉ cần gửi 20 đô la tiền shipping. Để khi mà nhận được rồi thì sau đó đồng bào sẽ được hưởng tràn đầy hồng ân bình an của Thượng Đế. Rồi sau đó làm ơn gửi phụ giúp chúng tôi có ngân sách để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên nếu ai huệ nhãn được mở, thấy rõ việc làm của chúng ta vô cùng quan trọng và của Thượng Đế ban cho. Tuy nhiên những ai đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mở huệ nhãn rồi thì hãy mau mắn làm bổn phận của mình, thỉnh CD nhạc và hình ảnh này giúp chúng tôi có phương tiện tiếp tục làm việc gấp. Đừng chờ đợi nữa. Một lần nữa, Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam thành khẩn thông báo cho toàn thể đồng bào được biết. Công việc của chúng ta vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể gián đoạn hoặc là không thể làm việc một cách thiếu thốn ngân sách. Một lần nữa, Thánh Giống chúng tôi thành khẩn cảnh báo và cảnh cáo tất cả người Việt Nam chúng ta ở khắp nơi là hãy mau mau thức tỉnh làm bổn phận lãnh đạo của mình, lãnh đạo công việc tốt lành của mình, lãnh đạo công sức mồ hôi nước mắt của mình, đóng góp vào Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại để chúng ta chu toàn công việc của chúng ta một cách thành công mỹ mãn nhờ hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho và hướng dẫn, cũng như do sự tự giác trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta. Thánh Giống chúng tôi xin hẹn tái ngộ và mong chờ quý vị đáp ứng lời mời gọi của Thượng Đế bảo Thánh Giống chúng tôi cảnh báo và thông báo như thế. Đây là địa chỉ để liên lạc Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam. Đồng bào nhớ làm bổn phận của mình gấp. Đây là địa chỉ Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại. Chi phiếu hoặc money order xin gửi về địa chỉ sau đây. Và kính xin đồng bào vào trang website của chúng ta để xem xét faithgodjesuschrist.com 12 phép lạ của Thượng Đế tỏ hiện ra đã được tường trình đầy đủ trên trang website của chúng ta. Đồng thời hãy vào YouTube Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam để theo dõi việc làm của chúng ta hàng ngày. Thánh Giống chúng cháu thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta đã hỗ trợ Thánh Giống làm việc bấy lâu nay. Kính xin đồng bào hãy tiếp tục phụ trợ Thánh Giống làm việc một cách sung mãn. Xin hãy giúp Thánh Giống tất cả phương tiện cần thiết để tiếp tục làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta ở khắp năm châu.